Xin chào tất cả anh em, mình Nguyễn Xuân Hiền nhá. Thì hôm nay mình ra cái video là cái video này mình mang tính chất tặng quà anh em thôi, chứ mình không có buôn bán gì ở cái video cả. Đấy. Thì cái kênh của mình lại là được hơn 30.000 người đăng ký. Đấy. Thì mình cũng rất là cảm ơn anh em trong cái thời gian qua là đã ủng hộ bên mình nhá. Đấy, rất cảm ơn anh em. Đấy. Thì mình làm ra cái combo này. Cái combo này bao gồm là 7 món anh em ạ. 7 món quà. Đấy, mình tặng anh em. Bao gồm là cái móc khóa cá sấu. Đấy, móc khóa cá sấu. Cái này mình không bán đấy anh em nhá. Cái này mình không bán. Cái bình xịt cay. Đấy, bình xịt cay bên mình đang bán với giá là 200.000. Cái này là Colombia. Đấy, giá 400.000, chiều dài 32 cm. Đấy. Còn cái cây này con dao thủ công anh em ạ. Hàng rèn. Hàng này Việt Nam sản xuất anh em nhá. Cái giá nó là 400.000. Cái tiếp theo là cái cây cá sấu ngắn. Cá sấu ngắn này rất là đẹp nha anh em nhá. À, thực ra là cái cây này thì cách đây mấy tháng ấy mình đã có lôi ra mình chặt dừa rồi. Nên là nó không được mới 100% đâu. Đấy, nó hơi bị dính mất một tí nhựa. Đấy, đây, cây cá sấu ngắn rất là đẹp. Thép liền nguyên khối anh em nhá. Thì cái cây này bên mình đang bán với giá 650.000. Lưỡi rất là bén luôn. Tiếp theo nó là cái cây lá tre. Lá tre đen 52 cm. Đấy, cây này mình đang bán với giá 750.000. Đấy. Đây, cây này rất là đẹp. Cái cây này thấy rồi, mình cũng test rồi anh em ạ. Nên là lưỡi của nó thì không được đẹp 100% đâu. Đây, đây một tờ 10.000 này, seri từ quý 3. Đấy, cái này mang tính chất là sưu tầm. Đấy. Thì để tham gia cái trò chơi nho nhỏ này, để nhận cái phần quà nho nhỏ này từ mình. Đấy, thì anh em vui lòng chia sẻ cái video này lên trên Facebook hoặc là Zalo, đấy là tùy anh em. Đấy, chia sẻ dưới dạng công khai giúp mình nhé. Anh em dự đoán hai số cuối kết quả xổ số miền Bắc ngày mùng 8 tháng 5 năm 2020, nghĩa là ngày thứ 6. Đấy, bình luận theo thể lệ là anh em bình luận hai số cuối, ví dụ là 30 gạch số điện thoại của anh em. Đấy nha anh em nhá. Ví dụ là các con số đây, ví dụ mình đoán 30 chẳng hạn. Đấy, 30 gạch một cái hoặc là gạch ngang, gạch chéo, dấu trừ, dấu cộng, dấu chấm gì đấy là tùy anh em. Đấy, cách ra cũng được. Đấy. 0906231104. Đấy. Đấy là cái số mà mình dự đoán chẳng hạn. Đấy. Để là khi anh em trúng phát là mình gọi điện trực tiếp cho anh em luôn. Đấy. Nha anh em nhá. Còn khi anh em trúng rồi, anh em chỉ việc cho mình thông tin địa chỉ cụ thể. Nha anh em nhá, mình sẽ gửi hàng về tận nhà cho anh em. Đấy, anh em chỉ việc thanh toán giúp mình là tiền phí vận chuyển. Như kiểu ở miền Bắc ấy thì 5 đến 70.000. Đấy, chỗ nào ấy 80.000, có thể một số nơi là mình sẽ yêu cầu anh em là trả 100.000 tiền ship. Đấy là do là cái bên vận chuyển bên đấy, anh em hiểu không? Còn trong Lan thì cứ từ khoảng 70.000 đến 120.000. Đấy, chưa biết anh em là khu vực nào. Khu vực thành phố thì nó rẻ, mà khu vực ở vùng nông thôn, huyện, xã ấy, đấy thì là nó đắt. Đấy, thì nói chung là anh em sẽ không phải trả quá 120.000 tiền vận chuyển đâu. Đấy, anh em chỉ việc trả bằng đấy tiền vận chuyển thôi. Đấy, mình nói luôn cả anh em là như vậy. Đấy thì chơi cái này là xanh chín nha anh em nhá. Khi anh em đã bình luận, anh em chọn số rồi, anh em chỉ được chọn duy nhất một số thôi. Ví dụ là số 30 chẳng hạn, đấy thì anh em chỉ chọn số đấy thôi. Anh em chọn số 33 đấy. Đấy, chỉ được chọn một số thôi nha anh em nhá. Còn ví dụ anh em đã bình luận, anh em chọn số rồi mà anh em không ưng được, không ưng cái số đấy, anh em xóa đi. Anh em bình luận lại.
nhớ nhá, là bình luận trước 5 giờ chiều ngày mùng 8 tháng 5 năm 2020. Đấy. À, mình chơi là chơi xanh chín nha anh em nhá. Chứ anh em không chỉnh sửa, tuyệt đối không chỉnh sửa nha anh em nhá. Chỉnh sửa lại nó sẽ hiện lên là đã chỉnh sửa. Đấy. Là mình cũng không công nhận đâu, kể cả anh em chúng mình cũng không công nhận đâu. Đấy, chơi phải xanh chín nhá. Nếu mà bình luận rồi, nếu mà không thích nữa thì xóa đi. Đấy. Cái video này mình làm ở các cái kênh khác của mình rồi, nhưng mà mình thấy là ít anh em bình luận quá. Mình cũng có đăng lên cái kênh chính của mình là Tab Cộng Đồng, nhưng mà ít người quá, nên là hôm nay mình sẽ làm trên cái kênh chính của mình luôn. Đấy, để loại bỏ luôn cái phần quà đi, không chơi phần quà nữa, để cho anh em trúng đi. Đấy, mình còn chuyển sang quà khác, chứ còn cứ loanh quanh mấy cái này thì nó cũng hơi chán. Với cả có một cái nữa anh này, đặt trường hợp nếu anh em có quá nhiều anh em trúng chẳng hạn thì sẽ như nào. Đấy, thì mình nói luôn anh em này, ví dụ một anh em trúng mình sẽ tặng cho anh em một cái combo này, 10 anh em trúng mình vẫn cứ tặng cho anh em mỗi người một combo như này nha anh em nhá. Đấy, mình nói luôn anh em như vậy, nếu mà 10 anh em cùng trúng đấy thì mình đều tặng cho anh em mỗi người một cái combo như thế này. Đấy, chứ không phải là mình xẻ ra cho người lọ người kia hay gì. Không, mình không chơi kiểu như vậy nha anh em nhá. Mình chấp nhận kể cả 10 anh em trúng. Ra 10 anh em trúng thì cũng mười mấy triệu chứ mấy. Chỗ này thì tiền gốc kia các thứ của mình nó khoảng hơn 1 triệu, mười mấy anh em trúng thì mười mấy triệu đấy. Còn cái combo này nếu mà anh em mua lẻ đấy thì nó cũng phải trên 2 triệu anh em ạ. Nếu mà anh em mua lẻ đấy, trên 2 triệu nha anh em nhá. Đấy, còn mình sẽ ra các cái combo kiểu như này, tối thiểu là 10 ngày, nghĩa là 10 lần, nghĩa là tối thiểu 10 anh em trúng. Đấy, đấy là tối thiểu nha anh em nhá. Ví dụ một combo này thì gọi nhà nhỉ, nói chung là anh em cứ hình dung là mình sẽ ra khoảng 10 cái combo, đấy là tối thiểu. Còn ví dụ là ít anh em trúng lại đấy thì mình sẽ ra 20 combo 30 combo. Đấy, anh em hiểu không? Chứ không phải là mình chỉ chơi một ngày hôm nay đấy, mình không phải mình tặng anh em một ngày hôm nay đâu, tại vì thực ra tặng cho mỗi một anh em thôi thì nó cũng hơi buồn. Đấy, mình sẽ làm ra nhiều các cái combo kiểu này, nhưng mà các cái combo sau ấy thì mình nghĩ là nó sẽ không được nhiều hàng như này đâu. Đấy, tại vì là cái combo này là đã 2 ngày rồi, 2 lần mình đăng lên rồi mà chưa anh em nào trúng cả, nên là mình gấp thép vào cho thêm đồ vào đấy nha anh em nhá. Đấy, còn anh em nào mà trúng rồi đấy, mà nhìn thấy mình trúng rồi đấy, tốt nhất anh em nhắn tin trực tiếp cho mình vào Zalo này 0902255717 nha anh em nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em.